Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Quý vị và các bạn, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng cho mưa lớn. Đến nửa đêm ngày thứ sáu, lượng mưa từ Quý Châu và Trùng Khánh kéo đến vùng trung và hạ lưu của sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử, đã ở mức lớn nhất kể từ mùa lũ lụt. Phạm vi vẫn còn mở rộng. Theo thống kê chính thức đính đến ngày thứ tư, tổng cộng 13,22 triệu người thuộc địa bàn 26 tỉnh thành đã bị ảnh hưởng, bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Hồ Nam và Giang Tây. Gần 1.000 hồ chứa ở trung và hạ lưu sông Dương Tử phải xả lũ gấp. Trung Quốc đại lục kể từ hôm Chủ nhật, khu vực từ Quý Châu đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử đã trải qua trận mưa lớn nhất kể từ khi lũ lụt. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa lũ màu vàng, phạm vi vẫn mở rộng và thảm họa vẫn tiếp diễn. Theo Xinhua Net, từ 3 ngày qua, lượng mưa tích lũy tại khu vực như Đông Nam của Trùng Khánh, phía Nam và Đông Bắc Quý Châu, Đông Bắc Quảng Tây, phía Tây và phía Bắc của Hồ Nam, phía Nam và phía Đông Nam của Hồ Bắc, Tây Bắc của Giang Tây, miền Trung và miền Nam của An Huy, phía Tây của Giang Nam, miền Trung của Chiết Giang đều đã lên tới 150-250mm. Các khu vực địa phương của Quý Châu như Tuân Nghĩa và Kiềm Nam, Quế Lâm ở Quảng Tây, Hoài Hóa ở Hồ Nam, Lục An và An Khánh ở An Huy nằm trong khoảng 300-490mm. Một số nơi có thể phá mức cao nhất đã đo được trong tháng này là Nam Xuyên ở Trùng Khánh, Hoàng Bình và Huệ Thủy ở Quý Châu. Sở Tài nguyên nước tỉnh Hồ Bắc cho biết, tính đến 8 giờ ngày thứ Tư, đã có 680 hồ chứa trong tỉnh vượt quá mức nước giới hạn kiểm soát lũ cao nhất kể từ khi vào thời đoạn mưa dầm. Trong số đó có 2 hồ chứa lớn, 12 hồ chứa vừa và 666 hồ chứa nhỏ. Theo dữ liệu của cơ quan chức năng Trung Quốc, mưa lớn ở phía Tây Nam của Trung Quốc kéo dài không ngừng cho đến thứ Tư đã làm cho 13,22 triệu người thuộc 26 tỉnh chịu thảm họa, bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Hồ Nam và Giang Tây. Trong đó, 751.000 người phải chuyển nơi ở khẩn cấp, 312.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 11.300 ngôi nhà bị sập và 195.000 ngôi nhà bị hư hại. Diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng lên tới 982.000 ha, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 29,9 tỷ nhân dân tệ. Đã có 980 hồ chứa ở trung và hạ lưu sông Dương Tử phải xả lũ gấp, trong đó có nhiều hồ chứa lớn. Cần lưu ý rằng, theo Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong thời kỳ này sẽ xảy ra những dạng thời tiết như dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá nghiêm trọng nhất ở phía bắc của Trung Quốc và phía bắc sông Hoài. Hơn 300 hồ chứa ở An Huy vượt quá giới hạn kiểm soát lũ. Trong tình cảnh gần đây, những cơn mưa lớn tập trung ở khu vực sông Dương Tử đã khiến Trùng Khánh và Tứ Xuyên ở thượng nguồn con sông phải hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong gần 100 năm. Trong khi tỉnh An Huy nằm ở hạ lưu cũng trong cảnh tương tự. Tính đến 4 giờ chiều thứ tư, tỉnh An Huy báo cáo rằng có hơn 300 hồ chứa vượt quá giới hạn kiểm soát lũ, bao gồm 8 hồ chứa lớn và 19 hồ chứa vừa, đang đẩy nhanh việc xả lũ. Chiều thứ ba, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và hạn hán tỉnh An Huy thông báo có ít nhất 296 hồ chứa trong tỉnh đã vượt quá giới hạn kiểm soát lũ lụt, trong đó có 8 hồ chứa lớn, 21 hồ chứa cỡ trung bình, 264 hồ chứa nhỏ. Từ 9 giờ sáng ngày thứ tư, An Huy phải bắt đầu ứng phó với lũ cấp 4. Theo nhật báo An Huy, số lượng hồ chứa ở tỉnh An Huy vượt quá giới hạn kiểm soát lũ đã tăng trở lại. Đến 4 giờ chiều thứ tư, mực nước của trạm Mã Đa Tử Đàm tại huyện Đông Nguyên của Tý Hà sông Tý là 187,82m, vượt quá giới hạn 7,82m. Còn mực nước tại trạm Bạch Liên, Nhai sông Man Thủy là 205,72m và vượt quá giới hạn lũ là 5,72m. Trạm Phật Tử Lĩnh ở Đông Nguyên có mực nước là 122,67m và vượt quá giới hạn lũ 4,11m. Các hồ chứa lớn đều phải xả lũ khẩn cấp. Có hơn 300 hồ chứa ở tỉnh An Huy đã vượt quá giới hạn kiểm soát lũ lụt. Thành phố Lục An đã gặp phải cảnh nước sông chảy ngược làm nhiều vùng bị chìm trong nước nghiêm trọng, với số người trong cảnh thảm họa khoảng 11.500 người. Đến nay, cơ quan chức năng chưa chắc chắn về thương vong. Thảm họa địa chất do lũ quét tại Trùng Khánh và Quý Châu. Ngoài ra, các khu vực gần Trùng Khánh như Tuân Nghĩa và Đồng Nhân ở tỉnh Quý Châu cũng đã trải qua những trận mưa lớn không ngừng, khiến không chỉ lũ lụt đã gây ra lở sườn núi mà đường phố cũng thành sông. Theo dự đoán của cơ quan chức năng Trung Quốc, bước tiếp theo tại Trùng Khánh và Quý Châu là vì mưa lớn có thể gây ra những thảm họa địa chất bất ngờ. Theo thống kê tính đến thứ ba, thảm họa lũ lụt đã khiến 290.000 người ở 26 quận của thành phố Trùng Khánh chịu ảnh hưởng, trong đó 131.000 người đã phải chuyển nơi ở để tránh nguy hiểm, gần 2.100 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 260 ngôi nhà bị sập, diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng là 9,3 nghìn ha, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 290 triệu nhân dân tệ. Khoảng 84.000 người ở 9 quận huyện tại 3 thành phố khu tự trị ở tỉnh Quý Châu là Tuân Nghĩa, Đồng Nhân, Kiềm Đông Nam bị ảnh hưởng. Hơn 6.500 người đã được tái định cư khẩn cấp,
hơn 3.600 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 550 ngôi nhà bị thiệt hại ở mức độ khác nhau, diện tích cây nông nghiệp bị thảm họa là 2,4.000 ha, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 170 triệu nhân dân tệ. Trong khi dịch viêm phổi vẫn đang đe dọa, thì nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục không ngừng xảy ra mưa lớn, khiến thế giới bên ngoài đặc biệt chú ý. Dường như giới chức Trung Quốc không tích cực cập nhật thông tin mới mà còn bắt đầu kiểm soát toàn diện dư luận và cấm người dân đại lục phát tán các video diễn tả các thảm họa. Theo Đài Á Châu Tự Do, nói chung các thông báo đặc biệt quan trọng được đưa lên trang nhất của cơ quan truyền thông, nhưng biểu hiện cho thấy truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin tức về tình hình lũ lụt Trùng Khánh gần đây ở một vị trí không rõ ràng, giống như cách xử lý thông tin lũ lụt ở phía nam Trung Quốc cách đây 2 tuần. Kính thưa quý vị thân mến, một trận động đất vừa xảy ra chiều qua tại thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam đã khiến ít nhất 23 người bị thương. Trận động đất xảy ra vào lúc 15:02 theo giờ địa phương ở huyện tự trị dân tộc Xin Ninh Lang thuộc Lệ Giang, thành phố du lịch nổi tiếng của tỉnh Vân Nam Trung Quốc, với cường độ 5,5 độ Richter. Trận động đất ở độ sâu trần tiêu khoảng 10 km và gây ra rung lắc mạnh. Tính đến 15:44 cùng ngày theo giờ địa phương, theo báo cáo từ cơ quan địa chấn địa phương, 23 người đã bị thương trong trận động đất. Theo truyền thông Trung Quốc, trong vòng 5 km tính từ tâm chấn có 12 thôn làng và 80.000 người sinh sống trong phạm vi 50 km. Tâm chấn của trận động đất cách thành phố du lịch Sangri là 90 km, cách thành phố cổ Lệ Giang 115 km và cách Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam 370 km. Sau khi trận động đất xảy ra, Cục Địa chấn tỉnh Vân Nam đã nhanh chóng kích hoạt và thực hiện công tác ứng phó xử lý khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ khoảng 120 người cùng các loại xe, thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để tìm kiếm và cứu trợ người bị nạn. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Lào, trong năm 2023 trên toàn lãnh thổ Trung Quốc xảy ra 23 trận động đất, tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc của Trung Quốc. Thông tin cho biết trận động đất đầu tiên năm nay diễn ra vào hồi tháng 3 tại huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc của Trung Quốc với cường độ 3 độ Richter. Tiếp đến tháng này, tại huyện Bao Đầu và huyện Âu Hải của vùng Nội Mông liên tục xảy ra các trận động đất nhỏ với cường độ khác nhau từ 2,1 đến 3,3 độ Richter. Trong tháng 3 và tháng 4, tại tỉnh Hà Bắc và tỉnh Sơn Tây liên tiếp xảy ra một số trận động đất từ 1,8 đến 4,8 độ Richter. Gần đây nhất vào tuần trước, tại huyện Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã liên tiếp xảy ra 2 trận động đất, trong đó có trận động đất 5,7 độ Richter làm rung chấn nhiều nơi, khiến một số nhà cửa của người dân trong địa phương bị sụp đổ. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, vào lúc 1:44 ngày thứ 6 theo giờ địa phương, tại huyện Thông Hải, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam đã xảy ra trận động đất mạnh 5 độ Richter. Khu vực xảy ra động đất có tọa độ 24,19 độ Vĩ Bắc, 102,71 độ Kinh Đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 7.000 m. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc còn cho biết, ngay sau đó cũng tại địa điểm nêu trên còn tiếp tục xảy ra 2 trận động đất nữa. Trận động đất thứ nhất mạnh 3,3 độ Richter xảy ra vào lúc 1:48 phút với tâm chấn ở độ sâu 6.000 m. Trận thứ hai mạnh 3,5 độ Richter xảy ra vào lúc 1:49 phút ngày thứ 6 tại khu vực có tọa độ 24,18 độ Vĩ Bắc, 102,72 độ Kinh Đông với tâm chấn nằm ở độ sâu 9.000 m. Tâm của trận động đất này cách huyện Thông Hải 10 km, cách thành phố Côn Minh Vân Nam 95 km. Tại Côn Minh cũng có cảm nhận rõ rệt về trận động đất này. Hiện nhà chức trách chưa đưa ra con số thiệt hại cụ thể. Được biết trong bán kính 20 km tính từ tâm của trận động đất này có 500.000 người dân sinh sống. Trong bán kính 50 km là 2,1 triệu người. Trong bán kính 100 km là 11,4 triệu người. Chiều qua theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra trên vùng biển huyện Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, khiến nhiều trường học phải sơ tán khẩn cấp học sinh tránh nguy hiểm. Theo thông báo chính thức của mạng lưới cảnh báo động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào lúc 13:54 phút trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Giang Tô, tại khu vực có tọa độ 33,5 độ Vĩ Bắc, 121,19 độ Kinh Đông, có tâm chấn nằm ở độ sâu 17 km. Vào thời điểm xảy ra trận động đất cũng là thời điểm học sinh đang học tại các trường tại tỉnh Giang Tô. Các trường học nhanh chóng tổ chức cho học sinh sơ tán đến những khu vực rộng rãi, an toàn, tránh nguy cơ xảy ra. Sau trận động đất, cơ quan quản lý động đất Giang Tô ngay lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 3, thành lập trụ sở khẩn cấp, thực hiện điều tra thảm họa, giám sát di động và thực hiện công tác khoa học. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất ảnh hưởng đến hầu hết khu vực của tỉnh Giang Tô, trong đó mạnh nhất là ở khu vực thành phố Diêm Thành và Nam Thông. Một số khu vực ven biển của các tỉnh, thành phố lân cận như Thượng Hải, Sơn Đông, Chiết Giang cũng cảm nhận được chấn động. Theo truyền thông Trung Quốc, hiện vẫn chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Hoạt động sản xuất và đời sống xã hội của người dân ở các khu vực lân cận vẫn diễn ra bình thường. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.